Anh đứng bên kia sông chờ mong mùa u em ra trái, em đứng bên đây sông chờ mong mùa u ra trái chưa. Mùa là mùa ăn mây, mùa ăn mây, mây ăn mùa. Mùa là mùa ăn mây, mùa ăn. Gì vậy? Thôi đừng, đủ rồi. Không biết là Anh tưởng em hát cái câu gì? Anh chụp miệng em không có kịp. không có, tự nhiên đang đứng bên bờ sông cái nhớ cái bài gì song song cái hát hát xong mới nhớ bài này. Em đi hát với anh Vũ á, hai đứa đi hát tấu hề á. À, Ông đúng rồi. dạy, ông dạy hát bài này á, mà hình như nó bậy quá. Ừ, hình như là không có được hay lắm. Cái bài Sorry. này thì bài hay nhưng mà tại anh Vũ ảnh chêm vô cho nó vui vui đó Sao mấy kìa, cắt cái khúc đi đi. Cắt nên cái khúc đi. ừ. Ok, mình đang đứng ở cái South Lake ở Irvine. Ừ. Hôm bữa mình đi North Lake ha, giờ mình đi South Lake. Đây, cái đây là cái lake bên miền Nam của cái khu vực này. Hôm bữa là mình đi cái đường miền Bắc. Đây, mấy cái nhà Cái cũng đẹp cũng lắm. có nhà giống vậy rồi, cái cũng cái cầu rồi, nó cũng có cái Hồ hồ nước nhân biển, hồ tạo, biển nhân biển tạo trong ha. đây nữa nè, để cho cái dân cư khu vực này đi chơi. Thôi qua đây Thoáng mát ngồi quá đi, đi ngồi nói chuyện. ha. Ok. 41 ca COVID-19 bố. Nam đã ghi nhận thêm 41 ca. Những gì 41? Rồi để tôi đọc cho. Tính cho đến chiều ngày 5 tháng 8 quá nha. Có nghĩa là tính cho tới chiều ngày 5 tháng 8 đó. Thưa quý vị, tính cho đến chiều ngày 5 tây tháng. Trời ơi, cười hoài vậy bà. Hello, xin kính chào quý vị. Dạ, xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày thứ năm. Kính chúc quý vị một ngày thứ năm thật là hạnh phúc. À, nói tới ngày thứ năm cái tự nhiên mình nhớ cái thuở mà hồi năm 1980 mấy, chắc có lẽ quý vị cũng còn nhớ là cứ mỗi tối thứ năm vào lúc 8 giờ tối là chúng ta xem những cái chương trình trong nhà ngoài phố. À, lúc đó là ai cũng háo hức để mà đón xem những cái gương mặt mà phải nói là gạo cội của chương trình trong nhà phố, là có Ba Bảo Quốc nè, cô Kim Ngọc nè, chú Cô Quốc Kim Ngọc, Hòa chú Quốc nè, Hòa. cô Mỹ Chi, cô Kiều Mai Lý, rồi sau này thì có chị Hồng Vân, chú Lê Vũ Cầu, chị Hồng Đào và thêm rất là nhiều người mà nghệ sĩ hài nổi tiếng hồi xưa ha. Cái chương trình trong nhà ngoài phố Nó kéo dài lắm em, anh nhớ kéo dài mười mấy năm thì phải, từ năm 85 cho tới năm 90 mấy mới hết á. Mà khi mà hết cái chương trình đó, trời ơi, mọi người tiếc quá trời tiếc luôn. Không phải, tại vì cái dạo sau này đó thì những cái người mà gạo cội đó ít có tham gia vào những cái chương trình đó, là bởi vì nó có nhiều cái chuyện mà nó rắc rối bên trong lắm quý vị ơi. Cho nên thì những cái bạn trẻ mà đôi khi lại có những người mà cũng không có được tài năng lắm để cứ tham gia mà cứ diễn hoài riết khán giả nhàm chán, cho nên chương trình đó phải ngưng thôi. Việt Nam mình làm ăn hay bị vậy á, ví dụ như lúc đầu làm rất là tốt, người ta thì người ta càng làm nó càng hay hơn, cho đến khi nó vẫn còn rất hấp dẫn thì người ta ngưng để cho khán Tiếc giả nhớ nhớ hoài. nhung. Còn Việt Nam mình cứ làm cái bắt đầu thời gian cái có những cái chuyện nó không hay ở bên trong, nó làm cho cái sản phẩm nó đưa ra nó không có được giá trị như ngày xưa nữa. Nhưng mà hồi xưa có trong nhà ngoài phố
Thì bây giờ mình có ngoài đường. Mình đang ngồi ngoài đường. Thì Loan với Lộc làm những cái chương trình chia sẻ yêu thương, những cái kịch rất là ngắn nhưng mà cũng rất là vui, là được rất là nhiều fan khen và nói là xem thì nhớ những cái chương trình trong nhà ngoại phố của ngày xưa. Mỗi cái vở kịch nó đưa ra một cái vấn đề gì đó trong xã hội. Điều đó cũng làm Loan và Lộc rất là mừng. Cách đây vài năm thì Hồng Loan với Ba Bảo Quốc cũng có làm một cái chương trình trong nhà ngoài phố, và cái tên của nó là Cali trong nhà ngoài phố. Thì chương trình đó Hồng Loan với Ba Bảo Quốc làm được 42 tập và độc quyền cho Vietface TV. Cho nên phát hình trên Thúy Nga, YouTube thuynga.com. Dạ, thì từ từ họ sẽ phát hành nhiều cái tập tiếp theo nữa. Thì hy vọng quý vị sẽ đón xem. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề chính của tin tức thời sự của Mỹ và thế giới ngày hôm nay đi. Những cái hot news như thường ngày ha quý vị. Thì cái câu chuyện mà rất là đau lòng đã xảy ra hai ngày nay ở thủ đô Peru của Lebanon. Thì chúng ta được biết đó, những cái nhà nghiên cứu họ xem những cái nổ bùng mà quay lại của những cái video clip đó, thì họ nghi ngờ rằng những cái chất mà ammonium nó đặt cạnh kho đạn dược thì nó mới xảy ra như vậy. Có nghĩa là họ thấy trước khi cái vụ nổ bùm đó xảy ra thì nó có những cái nổ tách 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 tách, nó tách tách là tại vì quay xa đó, nhưng vẫn nghe những cái tiếng nổ nhỏ 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 nhỏ. Thì họ nghi ngờ đó là những cái đạn dược nó nổ lên, và từ cái đạn dược đó nó mới bắt vô cái khí đó và nó xảy ra một cái nổ bùm lớn như vậy. Trời ơi, mà một cái nổ nhỏ và mấy giây sau là một cái nổ rất là lớn. Quý vị có biết là cách xa cả trăm mai mà vẫn bị rung chuyển luôn. Là biết cái sức nổ nó kinh khủng như thế nào. Và những cái thành phố, những cái tòa nhà mà vòng quanh khu vực đó khoảng 6 mai là cũng bị coi như là rung và sụp đổ. Thì có một cái video đó, một cái người cầm cái camera quay được, thì ảnh đứng ở trên lầu ảnh quay, thì ảnh thấy một đám khói ở trên từ xa cảnh nó quay, thì ảnh đang quay cái đám khói đó thì bỗng nhiên nó bùng nổ một dây chuyền, từ đó nó lan gần tới ảnh, mà hên ghê, mình cứ sợ rớt trúng ảnh ai nhè, nó cũng một mức độ đó thôi, giống như là dạng mà pháo dây chuyền á. Nó nổ liên tục. Mình thấy cái cảnh y chang như là trong phim mà bom nguyên tử hay là cái gì. Thì chúng ta cũng được biết là ở Lebanon nó là một cái thành một cái đất nước mà cái người Hồi giáo họ chiếm gần 60%. Thì cái đất nước đó coi như là về tham nhũng, rồi về giết nhau bằng bom, rồi nói chung là về mặt chính trị nó rất là không có được ổn định, có rất nhiều chuyện xảy ra luôn. Thì nó tạm ổn định trong cái thời gian Covid-19 này thôi. Và từ sau cái Covid-19 thì kinh tế của họ cũng đã bị xuống một cách rất là thảm thương rồi. Và sau cái ngày hôm kia, cái trận nổ đó xảy ra đó, người ta ước tính là cái thiệt hại nó lên tới 5 tỷ đô la. Một cái đất nước nhỏ nghèo mà như vậy là cái số tiền đó nó lớn kinh khủng lắm thưa quý vị. Thì qua điều tra đó thì người ta biết được là có một cái nhóm thợ hàn đến cái khu vực đó hàn cái gì đó. Thì họ nghi ngờ là cái ngòi nổ nó là bắt đầu từ những cái người thợ hàn đó mà ra. Và hiện tại bây giờ là tất cả những người có liên quan đến cái khu vực cảng đó, như là những nhà quản lý, tất cả đều bị cách ly, giam giữ ở tại nhà để mà điều tra coi nó là nguyên nhân tự nhiên hay là có một cái sự cố ý nào đó để mà gây ra một cái thảm trạng đau thương như vậy. Người ta ước tính là cái thiệt hại nó có thể lên tới 10 lần cái vụ mà 911 đó quý vị. Nó thiệt hại về vật chất và con người luôn đó. Nó gấp 10 lần như vậy.
hiện tại bây giờ cái vụ nổ đó xảy ra, nó đã làm cho 200.000 người không có nhà ở, 135 người chết và 5.000 người bị thương. Tất cả những cái bệnh viện ở xung quanh đó bây giờ là quá tải, không còn sức chứa nữa. Người ta phải đưa bệnh nhân, những người bị nạn đi những cái nơi rất là xa, mà trong cái tình hình khó khăn như vậy mà bị thương mà phải đưa đi xa thì gây ra thêm những cái chuyện đau lòng khác ngại, nữa. Đủ thứ. Trong cái thời gian này người ta đang cố gắng, người ta trị cái bệnh COVID mà bây giờ phải hứng chịu cái thảm họa này nữa thì quá là đau lòng ha. Thì hiện tại bây giờ cả toàn thế giới bắt đầu chung tay nhau để mà hỗ trợ cho Lebanon. Thì chúng ta cũng biết là Lebanon là có đồng minh cũng nhiều nhưng mà có kẻ thù cũng nhiều. Nhưng bây giờ người ta không phân biệt kẻ thù hay đồng minh, tất cả đều đồng lòng để mà cứu giúp người dân, cứu giúp cho Lebanon, thì một điều rất là vui. Và bây giờ thì xin update tình hình bệnh của nước Mỹ ngày hôm nay là 4.971.135 người bệnh. Số người mất là 161.553 và số người được chữa khỏi là 2.527.212. Thì trong những ngày qua thì ca bệnh nó cũng đã bắt đầu nó cái chiều hướng nó giảm xuống rồi quý vị. Cái recover thì nó vẫn giữ cái mức độ 40 mấy ngàn cho một ngày. Và một cái tin rất là vui để đưa đến cho quý vị ngày hôm nay thì là công ty Johnson Johnson đã công bố rằng họ sẽ phát triển và cung cấp 100 triệu liều vaccine cho Hoa Kỳ trong một thỏa thuận tổng trị giá hơn 1 tỷ đô la. Vaccine thử nghiệm của công ty hiện đang giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người và dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn cuối cùng vào tháng 9. Tiến sĩ Paul Stoffel, giám đốc khoa học tại Johnson Johnson cho biết, đang tăng cường sản xuất ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới để cung cấp vaccine cho trường hợp khẩn cấp. Johnson Johnson là một trong số ít các công ty đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để cung cấp vaccine tiềm năng của họ sau khi được liên bang chấp thuận. Vào hôm thứ Sáu, thì Hoa Kỳ thông báo họ đã trả cho nhà sản xuất dược phẩm Sanofi và GlaxoSmithKline lên tới 2,1 tỷ đô la để mà phát triển cung cấp 100 triệu liều vaccine tiềm năng. Thì ngoài ra Hoa Kỳ cũng sẽ trả cho Pfizer và một công ty nữa là BioNTech 1,95 tỷ đô la để sản xuất 100 triệu liều vaccine. Và ngoài ra đó thì Johnson Johnson họ nói là những cái mà họ tạo ra vaccine thì nó giống như cái mà họ tạo ra cái vaccine Ebola và đã được cứu cho cái người dân ở Congo vào năm 2019, thưa quý vị. Như vậy là hồi đầu năm thì Mỹ có chi cho Johnson Johnson là 456 triệu đô và cho đến ngày hôm nay là đã là 1 tỷ đô rồi, để coi như là ở khắp nơi ha. Và Johnson Johnson họ cũng nói đó, họ là họ sẽ khi mà phát triển ra thì họ sẽ cố gắng sản xuất cả tỷ liều. Cả tỷ liều để mà phân phát trên toàn thế giới luôn. Công ty này thấy có vẻ họ làm việc thấy nhanh ghê ha. Không đâu, nội Trung Quốc không ra 2 tỷ rồi. Trung Quốc nó có thuốc của nó tự trị chứ ai cho nó. Và tin ngày hôm kia thì ông bác sĩ Fauci cũng đã đưa lên một cái thông tin cho chúng ta tạm thời thấy là cái coronavirus này nó cũng khả quan rồi quý vị. Thì ông nói là trường tiểu học cho đến trung học và các đại học trên toàn quốc có thể mở cửa lại, nhưng các giới chức phải thận trọng và phải ưu tiên cho sự an toàn của học sinh. Hai cái lý do lớn nhất để mà ông yêu cầu mở cửa lại thì là để cho các em học sinh cần những lợi ích về tâm lý và dinh dưỡng khi có mặt tại trường, và phụ huynh có thể điều chỉnh lại thời khóa biểu làm việc phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tình trạng an toàn sức khỏe của các học sinh cũng như thầy cô giáo phải được cân nhắc trước tiên, và kế đến là việc lây nhiễm từ các em cho phụ huynh và những thành viên khác còn lại trong gia đình. Đó là hai điều mà ông quan tâm và nhắc nhở khi chúng ta mở lại trường học. Và về những cái trường đại học thì ông nói là nếu mà có kế hoạch mở cửa lại thì phải tiến hành rất là thận trọng.
Và ông yêu cầu là nên có cái sự xét nghiệm cũng như là cách ly 14 ngày đối với những cái sinh viên, học sinh mà ở ngoài nước Mỹ mà họ vô để mà họ học đại học tiếp theo đó quý vị. Và ông có nói là nếu tất cả đều tiến hành theo đúng những cái quy định đó thì ông nghĩ là mọi việc sẽ khả quan và không có sự lây lan bệnh cho học sinh cũng như là gia đình, cô giáo, cha mẹ. Và thông tin về gói cứu trợ đó quý vị, thì ngày hôm qua đó bên Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đã có một cuộc họp bàn cãi với nhau về cái gói cứu trợ, và hai bên đã bàn cãi và vẫn chưa thống nhất được. Thì sau cái ngày hôm qua đó thì Nhà Trắng đe dọa sẽ tự hành động để cung cấp cứu trợ, chứ mình không có chờ cái sự đồng ý của bên Hạ nghị viện nữa. Thì người ta nói thì cái này giống như là một những cái chiêu mà bung ra để mà đe dọa lẫn nhau, để mà hai bên phải đi đến một cái quyết định cuối cùng. Thì chính quyền Trump đề nghị gia hạn bảo hiểm thất nghiệp liên bang bổ sung cho đến tháng 12 và đồng ý là cho 400 mỗi tuần cho tháng 8 và tháng 9. Và từ tháng 10 đến tháng 12 thì họ sẽ những cái người thất nghiệp sẽ lãnh được 80% tiền lương hoặc là được 300 một tuần. Thì có nghĩa là bên Thượng viện đó là họ cũng đã nâng cái mức của họ lên rồi. Hôm bữa họ có 200, 300 rồi bây giờ họ lên 400 thì đã nâng lên rồi. Nhưng mà bên Hạ nghị viện thì cái bà Nancy Pelosi á, bà vẫn nhất quyết, ý kiến của bà là như vậy. Người ta nâng lên mà bà nhất định bà cũng không có chịu hạ xuống, bà giữ y ý kiến. Bà cho nên ông Trump tức quá, ông mới nói là sẽ tự quyết định. Cái đó là thông tin Hồng Loan vừa mới đọc hồi chiều hôm qua nha quý vị. Thì Hồng Loan đưa ra cái chi tiết về cái số tiền mà 1.200 đô thì bên cái gói cứu trợ Hughes của bên Thượng nghị viện đưa ra đó, thì là người công dân Hoa Kỳ thu nhập dưới 99.000 hoặc là một chủ hộ có thu nhập dưới 146.500 đô, có nghĩa là nguyên cái gia đình nhưng mà chỉ có một người làm việc thôi, thì cái người đó được tới 146.500 đô. Một cặp vợ chồng thì dưới 198.000 đô, và người phụ thuộc là được nhận 500 đồng là trẻ em từ 16 tuổi trở xuống. Những sinh viên đại học dưới 24 tuổi không đủ điều kiện, có nghĩa là trên 16 cho tới 24 là sẽ không đủ điều kiện. Có thể là những cái lứa tuổi đó đó đã có thể được đi làm part time, thì nếu mà họ tự khai thuế thì họ sẽ nhận được cái số tiền 1.200 cho mỗi người nếu thu nhập dưới 99.000. Và đề xuất của bên đảng Cộng Hòa, họ cũng loại trừ không cho những người đang bị ở tù, những người đã chết. Và họ cũng đưa ra đề xuất là cấm chủ nợ và ngân hàng không có được lấy cái tiền nợ, trích cái tiền nợ từ trong cái 1.200 đó của người dân. Còn bên gói cứu trợ mà của bên bên Thượng Hạ Viện đó, thì họ nói là cá nhân kiếm được ít hơn 99.000, sinh viên đại học, người phụ thuộc trên 17 tuổi, người thân hoặc là cha mẹ gì chung vô là được hết. Và mỗi gia đình chỉ được tối đa 5 người với mức là 6.000 cho mỗi gia đình. Người đang nhận SSDI, những người không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng có thai thuế, có nộp thuế và tuân thủ luật thuế liên bang thì cũng được luôn. Cái gói của bên Hạ viện là những người không phải là công dân Mỹ mà vẫn được cái tiền cứu trợ này. Cho nên bên đảng Cộng Hòa thì họ muốn là chỉ dành cho người dân Mỹ thôi. Bên Hạ viện thì họ nói là người nào đóng thuế thì được. Người nào đóng thuế là được. Còn bên đảng Cộng Hòa thì họ nói là chỉ là dân cho dân Mỹ thôi. Có những cái rắc rối khó khăn như vậy mà chưa có thể đồng nhất được với nhau, cho nên vẫn chưa đưa ra đến kết luận. Thì mọi người cũng mong rằng là vào cái ngày thứ 6 này nó sẽ là cái giới hạn cuối cùng để mà hai bên có thể đưa ra một cái ý kiến hỗ trợ, gói cứu trợ lần thứ 2 cho tất cả những người dân Mỹ.
mà tình hình thế giới cũng đang đương đầu với lại cái con Covid này, cũng đang được nhức đầu với con Covid, mà mình nghe nói là Việt Nam bây giờ cũng đang quá chừng ha, căn bệnh cũng, ca bệnh nó cũng tăng quá trời ha. Ừ. Ở Việt Nam hiện tại bây giờ là có 713 bệnh nhân tính đến chiều ngày 5 tháng 8, và có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần. Và hiện tại bây giờ là còn 253 bệnh nhân dương tính với lại COVID-19 và số ca tử vong là 8 người. Thì tính cho tới chiều ngày 5 tháng 8 là có thêm 41 ca được ghi nhận nữa. Thì trong đó có 34 ca là ở Đà Nẵng, 4 ca ở Lạng Sơn, 2 ca Bắc Giang và 1 ca nhập cảnh. Wow. Tổng cộng là 713 bệnh nhân. 713 bệnh nhân. À, thôi bây giờ mình nói một cái thông tin nó cho nó tươi mát chút là về cái kỹ thuật hiện đại ha. Ừ. Thì công ty Virgin Galactic vừa trình làng một cái máy bay siêu thanh có thể bay tới độ cao 60.000 feet. Như wow. Chúng ta thường biết đó là những cái máy bay mà mình đi bình thường á là độ cao nó được khoảng 35.000 feet là maximum quý vị. À, và cái công ty này đưa cái máy bay này lên, cái hình dáng nó rất là đẹp luôn, nhìn giống như là trong những cái phim mà mình coi về thời tương lai vậy đó. Và cái máy bay này thì sẽ chuyên chở được từ 9 cho tới 19 người. Vậy là dạng máy bay nhỏ. Và họ nói là cái tốc độ bay đó nó nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Trời đất ơi, sao wow quá. Nhanh dữ vậy anh. Nhanh quá. Vậy mốt về Việt Nam đi có 2-3 tiếng đồng hồ tới rồi. Mà mướn nổi máy bay này đi không? hơi đắt tiền nha. Đó, thì bởi vậy cho nên hiện tại bây giờ là công ty họ đưa ra cái mẫu về cái máy bay này, nhưng mà họ đang nghiên cứu về cái vấn đề mà tiếng ồn, bởi vì nó bay quá nhanh. Đúng rồi. Và họ còn cân nhắc về cái vệ sinh môi trường của cái chất thải. Cái máy bay này nó thải ra, và cái vấn đề làm thế nào để mà có hiệu quả về kinh tế. Chắc là không có kinh tế nổi đâu. Tại mà mấy cái chất đó là dạng chất mà để mà người ta đưa phi thuyền lên á. Đưa phi thuyền lên á, cái chất đó nó có thể phóng xạ. Rồi cái máy bay nó phải loại máy bay, rồi dạng máy bay mà đặc biệt của họ, khi mà tốc độ mà nó nhanh quá nó không bị ảnh hưởng tới cái máy bay, chất liệu nó làm rất là đắt tiền. Mình hy vọng tương lai nó sẽ có những cái máy bay này. Thì chắc người ta sẽ từ từ người ta sẽ nghiên cứu được những cái đó. Con người mình thông minh giỏi lắm, từ từ là cũng được hết rồi anh không? Như vừa rồi là cái phi thuyền đưa lên, cái SpaceX đó, đưa lên thì đã đáp xuống và rất là an toàn, tốt luôn. Mốt cái em đó, anh chạy đi mua bún mắm, cái anh bấm cái anh bay về Việt Nam mua tô bún mắm đem qua đây cho em ăn trong vòng tiếng đồng hồ. Khỏe. Trời đất ơi, có cần cực dữ vậy không? Thì vậy ông thấy sao anh chở em về Việt Nam em ăn bún mắm đi, xong mình quay ngược trở lại. Ha, sao mình không nghĩ sẵn đó ta. Sẵn tiện rồi cho em ăn vú sữa nè, sambuche nè, sầu riêng nè, chôm nhãn nè. Mận cầu rồi. Trời ơi, nói tới đồ ăn mà cái mùa này là Việt Nam mình nhiều cái trái cây cái ngon mùa ha. Mùa hè nha quý vị, xoài cát Hòa Lộc, ôi, trái vải nè, vải thiều nè, nhãn hột tiêu nè. Ôi trời ơi, toàn là những món ngon không. Tự nhiên nhắc làm chi làm tôi thèm quá. Bên đây có chứ không phải không có, nhưng mà nhiều khi nó không được ngon như bên Việt Nam. Với lại mắc quá, ăn bao nhiêu cho đủ. Mua cái gì đó, măng cục. Có chừng 4-5 trái mà 10 đồng. 10 đồng, mình hồi đó ăn chắc 20 trái. Thì tốn khoảng 50-60 đồng. 40 đồng. Ăn mấy trái măng cục đúng 40 đồng. Thì muốn gì nữa, tôi thèm thì ăn thôi. Và trước khi Loan với Lộc kết thúc thì người ta nghiên cứu đưa ra cách phân biệt triệu chứng của người bị sốt thông thường và sốt do nhiễm COVID-19. Người sốt thông thường nha là cơ thể mệt mỏi, sốt ly bì, không ăn, không uống, chỉ muốn nằm, không muốn làm. Người sốt do nhiễm COVID-19 thích đi thăm viếng, thích đi giao lưu với người thân, bạn bè, hàng xóm, thích đi khám bệnh, thích đi du lịch Đà Nẵng, thích đi đám cưới, thích đi vũ trường, đi sự kiện, đi lễ chùa, đi họp phụ huynh, đi gác thi, đi
nói lông mi. Trời ơi. À, mình nói mình cười chứ đây là cái nỗi đau của cái Covid-19 ở bên Việt Nam mình á, là tại vì cái bệnh nhân bị nhiễm đó họ đi quá nhiều. Quý vị thấy mà trong vòng đâu có bao nhiêu ngày mà ca bệnh tăng lên 300 mấy chục người, thấy không? Ừ. Việt Nam mình hồi đó là cứ ca tăng ca 1-2 ca, 3-4 ca gì lúc trước đó, bây giờ trong vòng có một tuần lễ mà tăng quá chừng luôn. Dược bật. Nói đùa cho vui. Nói đùa cho vui thì đây cũng là một cái lời nhắc nhở là với cái tình hình hiện tại thì chúng ta hãy hạn chế đi ra ngoài đường. Cũng như là trên WHO họ đang kêu gọi những cái bạn trẻ trên toàn thế giới từ tuổi 18 cho tới tuổi 20 mấy là làm ơn đừng có party, đừng có đi chơi tụ tập với nhau những cái nhóm quá đông như vậy. Để chắc chắn là nó sẽ giảm bớt, tại vì hiện tại bây giờ cái lứa tuổi đó là những cái ca bệnh nó tăng rất là nhiều. Ở nhà đi quý vị, ở nhà chắc ăn. Quý vị bấm cái YouTube đây, ở nhà chắc ăn Bảo Quốc là sẽ coi được cái video của ba Bảo Quốc hát với lại bé Gia Linh nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và như vậy là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa rồi vào cái livestream chiều mai cho chia sẻ yêu thương lần 4 vào lúc 7 giờ tối thứ 6 giờ California và là 9 giờ sáng thứ 7 giờ Việt Nam nha quý vị. Tất cả quý vị thì cũng đã biết cái livestream của Hồng Loan rồi thì chắc ở khắp nơi cũng đã biết cái giờ nó là như thế nào. Nhưng mà Hồng Loan nhắc nhở quý vị nha, chiều thứ 6 California 7 giờ. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà thích chương trình của Lộc với Loan xin bấm nút subscribe và bấm nút like, share channel nha quý vị. Thank you. Bye. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Ông kia chết con già. Bắt luôn. Là trong bộ phim nè. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bệnh chủ cũ.